siêu to khổng lồ. Bruno. Đúng rồi. Chào nô. Đây là hai bố con Bruno và Igo. Đo chiều dài của nô này. Nô là tôi là dài 1m7 mấy, 1m74. Nô nó dài. Bế thử bế nô lên xem nào, xem nào bế nô có vác được chân nô nhấc lên trên không nhá. Nào. Bỏ cái này ra này. Tí nữa được chưa? No. Kia. No kia. No no no. Nhìn mấy ảnh. Nó đứng sát nhau như thế, còn con này nó gọi Capper đi. Capper. Gọi Capper. Thằng bố đang diễn mà thằng con chẳng chịu diễn gì cả. Hello. Gọi Capper đi. Gọi Capper. Hello. Capper. Ba, làm diễn viên tí. Hello. Gần lại tí. Không. Bảo thằng cháu nó ôm mà nó lại bảo nó sợ lắm. Nhưng không dám ôm. Nô và Nam. Hai anh em vần nở. Cái đằng kia mà chưa xong, chúng ta đã quay phim chụp hình đã xong đâu. Gọi Limit. Gọi tên Nô Yên. Nano ra đây. Nano ra đây chơi với bố nào. Nô ngồi đấy. Ngồi xuống. Nằm đây. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Đúng rồi. Nghiêng ra cho con nó nằm bè lên.